Xin chào. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh. Rồi, ngồi đi em trai. Mời bạn nữ. Thôi bây giờ bạn trai, bạn giới thiệu về mình lớn lên cho bên bạn gái nghe luôn và mọi người nghe luôn nha. Dạ, lời nói đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Xin chào chị Cát Tường và bạn nữ kế bên. Em tên là Bảo Ngô Hoàng Trương, hiện tại em 33 tuổi. Em nguyên quán ở Sài Gòn và hiện đang sống ở Sài Gòn luôn. Em đang làm nhân viên kế toán cho công ty Hoa Sen Việt. Bây giờ mời bạn gái giới thiệu. Xin chào khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Chào em. Em tên là Vũ Thị Yến Nhi. Em năm nay 35 tuổi. Em đến từ quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện em đang làm nhân viên admin cho một công ty ở quận Tân Bình ạ. Quê mình là ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hả Nhi? Dạ, em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn chị. Dạ. Em là Nhi Nhi hả? Em là Yến Nhi, con chim nhỏ đó anh. Yến Nhi, con chim nhỏ. Hey, mình nói chút xíu về thế mạnh, điểm mạnh, điểm yếu của mình đi Trương. Dạ, điểm mạnh của em là em ca hát được. Nấu ăn thì để phục vụ những bữa tiệc nhỏ trong gia đình thì vẫn làm được. Nấu luôn? Dạ vâng. Dữ gì là ngon rồi. Cái thứ ba là rất thích tham gia các hoạt động hội nhóm. Ừ, cho nó vui đúng không? Dạ đúng. Ừ. Còn điểm yếu là gì? Điểm yếu của em là em ngủ ngáy to lắm. Em ngủ ngáy to lắm. Phải ngáy rồi. Rồi gì nữa? Còn có hút thuốc và uống rượu. Uống nhiều không? Dạ uống thì cũng không nhiều lắm. Mấy chai? Khoảng từng 5 chai thôi. Bỏ đi em, bỏ bớt đi. Dạ vâng. Sau khi mà có người yêu rồi chắc chắn sẽ bỏ dần. Vậy bắt buộc hôm nay phải có người yêu để bỏ thuốc nha. Dạ đúng rồi. Ok, yeah. Yeah. Có điểm mạnh điểm yếu gì vậy Nhi? Em thích học ngôn ngữ. Người ta nhận xét là em cũng nhiệt tình, tốt bụng và thân thiện. Về điểm yếu thì hơi bị nhiều. Em nói rất là nhanh. Ở đây thì em nói cũng chậm phớt rồi. Chứ nhiều khi em nói nhanh mà người nói hai ba lần cái người ta không hiểu. Thì mình sẽ rất là dễ nóng tính. Ta nói, mình nói người ta không nghe, người ta hỏi lại, tự nhiên mắc mớ nóng tính chị. Mình nói người ta không nghe, người ta hỏi chứ đúng không? Dạ đúng rồi anh. Ừ. Nói hoài cái quạo cái nóng tính. Bạn trai thì có cái tật ngủ ngáy rất to. Thế còn mình có cái tật gì xấu không? Tật xấu của em thì hay chần chừ. Không quyết đoán. Dạ thiếu quyết đoán chị. Với lại là hơi đôi khi là những cái hoạt động ngoài trời thì mình hơi bị chậm chạp. Yên tâm anh đây, bên đây bổ sung cho anh đây, nhanh lắm, đây nhanh lắm. Hoạt động ngoài trời cực nhanh luôn. Có xiên không? Mình làm, mình chậm mà, mình làm biến hay là mình xiên mà tại vì mình chậm? Xiên chứ chị. Xiên mà tại chậm. Xiên, em cam đoan luôn là mình xiên. Xiên lắm hả? Dạ. Ví dụ về nhà là phải thay đồ ra rồi mới tắm rửa rồi nấu cơm này nọ chứ. Thì phải thay đồ mới tắm rửa được chứ không thay sao tắm. Tình trường thì sao? Em trải qua 3 mối tình. 3 mối tình. Dạ. Nói nhanh vậy mà cũng 3 mối tình ha. Dạ. Mối tình đầu tiên thì lúc đó là em 26 tuổi, cách đây cỡ 9-10 năm rồi. Thì mình có đăng trên một cái trang kiếm việc á chị. Thì vô tình thì cái số điện thoại của mình là cái anh đó ảnh biết được. Thì trao đổi như thế nào thì cũng quen. Nhưng mà anh này ảnh có một điểm lợi hại là ảnh có cái khả năng gọi là lăng ba vi bộ. Chạy lẹ. Dạ chạy lẹ đúng rồi chị. Gặp mặt chưa, gặp nhặt ở ngoài đời chưa? Dạ em có gặp mặt. Mà anh chạy không biết lý do luôn. Chạy thì không để lại tin nhắn gì hết. Thì về sau thì mới biết là anh ấy đã yên bề gia thất. À rồi, là không có đàng hoàng gì. Dạ. Mối tình sâu đậm nhất là khi em đi công tác ở bên Trung Quốc. Kéo dài bao lâu? Cũng được 3 tháng chị. Sâu đậm nhất mà có 3 tháng đó hả? Sâu đậm rồi đó chị. Rồi sao chia tay? Tại vì khoảng cách là xa quá. À là sau khi công tác về lại thì xa quá rồi chia tay. Là cái bạn đó người Trung Quốc luôn. Dạ đúng rồi. Ồ, vậy là em cũng biết nói những tiếng Trung Quốc. Em biết một chút chút. Biết những thứ tiếng nào khác nữa không? Em biết tiếng Tây Ban Nha, một chút về tiếng Ý, có học một chút về tiếng Nhật. Bên kia nhiều thứ tiếng quá. Bên em có nhiều thứ tiếng không? Đây có một thứ thôi. Biết có thứ hả? Tiếng Việt. Cho nó gọn ha. Em đọc rất giỏi và rành rẽ tiếng Việt. Trời giỏi ta. Giỏi ta. Bên kia nhiều thứ tiếng, ta ba mối tình. Em có một thứ tiếng thôi, em mấy mối tình? Em có chỉ có 2 mối tình thôi. Ừ, ít tiếng ít tình ha. Dạ. Mối tình mà dài nhất là kéo dài hơn 2 năm. Và có khoảng thời gian sống chung với nhau cả 6 tháng rồi. Trời ơi, sống chung luôn rồi. Dạ vâng. Sống thử đó ha. Dạ dạng như, giống như vậy. Có mà sao không tiến tới được hôn nhân? Có thử. Có thử luôn hả? Dạ. Có hậu quả nghiêm trọng không? Dạ không có hậu quả gì hết. Mà sao sống thử vậy mà không hiểu nhau luôn hả? Lúc mà mới quen nhau trong khoảng thời gian 2 năm đầu á, em thì ở Sài Gòn còn bạn kia ở Biên Hòa. À. Tuần gặp nhau một lần, hoặc tháng chỉ gặp nhau có một lần thôi, đâm ra chưa hiểu ý nhau lắm.
rồi ở chung để hiểu ha. Đến khi ở chung rồi thì cái tôi của mỗi người lại nó quá lớn đi, càng lúc nó càng đẩy nhau xa ra dần, thà ở xa mà còn sắp lại gần, mà càng ở gần thì càng đi xa. Trời ơi, hiện nay cũng có rất nhiều cái dòng tranh cãi về cái chuyện sống thử hay không sống thử. Có nhiều người quan điểm cũng nên sống thử để hiểu nhau, và có nhiều người nhất định là không sống thử. Mình không nói cái nào xấu cái nào tốt cả, mỗi người có một quan điểm, mình không trách ai cả ha. Dạ. Rồi rồi, mẫu người bạn trai em muốn tìm là người như thế nào? Cao, cao hơn em. Cao khoảng chừng 1m7 hoặc 1m75. Trên 1m7 có. Ngồi đứng ngồi đó. Ăn mặc gọn gàng, lịch sự. Rất là gọn. Tính tình phóng khoáng, thoải mái, rộng lượng. Chứ đừng có cắt bên đây có hết đó. Phóng khoáng, rộng lượng, trọng lượng, cái gì cũng có hết á. Nãy giờ em nói cái gì cũng có luôn. Về ngoại hình em mong muốn người như thế nào? Hồi xưa em thích những người mà có dạy như cao cao rồi tri thức. Mình vô là thấy cảm mến liền đó. Rồi cao là có rồi đó. Ngoài cái cao ra còn gì nữa không? Mắt mũi miệng, mập ốm tóc tai. À ok, mập ốm thì cỡ nhiều. Có râu chút xíu, bởi vì khi mà có râu thì khi mà mình hôn nó có cảm giác hơn. Trời ơi bà này lạ quá, người ta muốn láng mà muốn có râu. Rồi cảm giác mạnh phải không? Đôi vai vững chắc. Vai này vô cùng vững. Để mình chẳng hạn như là mình luôn cảm thấy bé nhỏ khi mà bên cạnh anh ấy. Rồi yên tâm, chỉ có râu là hơi yếu chút thôi. Cô gái không thích râu, em thích râu hả? Phải không? Dạ. Yeah. Cũng hay ha, cũng lạ luôn á. Đàn trai bên đây là dễ thương, chân tình lắm á. Em không thích điều gì người đàn ông? Gia trưởng hay ra lệnh á. Rồi dù đi làm về xong cái nằm đó để đắp bắt mình làm toàn bộ luôn. Có gia trưởng không? Không. Có bắt vợ làm này làm kia không? Có thể có và có thể không. Ủa là sao? Nó 50-50. Đâu mình phải gì... làm trước vợ chứ. Những cái gì nhẹ nhàng trong gia đình đó là đương nhiên người vợ sẽ làm. Ê, không được. Chuyện nặng nhọc là em sẽ làm. Không cần phải phân biệt như thế. Dạ. Chuyện gì tới trước làm trước. Dạ. Có đôi khi giặt giũ quần áo, tắm rửa con cái, giặt tả cho con này kia là mình làm cũng được. Có được. Ừ, chứ phải phân công như thế. Dạ. Đàn ông mà mình phải làm nhiều hơn phụ nữ đi. Dạ, được không? Dạ được. Rồi, bên này được rồi đó. Dạ, đây cũng được rồi. Được ha. Rồi, đàn gái cũng giống đàn trai cũng được. Nhưng mà nãy giờ chưa nghe mẫu người lý tưởng của đàn trai nè. Dạ thì em cũng tìm người bạn gái cao to cũng tương xứng với ngoại hình của em. Có cái điều gì em không thích ở bạn nữ không? Ngồi lê đôi mắt nói xấu chồng không lo làm việc nhà đó. Phụ nữ ai nói xấu chồng em ơi. Dạ. Không có đâu. Lâu lâu người ta bực cái gì ta nói thôi. Dạ. Bớt nhậu bớt hút thuốc lại còn sanh con rồi nữa. Có con nít nào không khi có được. Khi mà quen nhau về là sẽ rủ bạn nữ đi tập thể dục. Đúng cái này được đó. Có điểm gì mà em không thích ở người bạn trai không? Nói đi. Cái tướng đi á thì nó phải thẳng thớm, đừng có mà đi hai hàng hoặc đi là chẹt bẹt rồi đi lết. Nhiều khi người ta không cố tình đi chẹt bẹt mà tại hai cái chân người ta không khép vô được, người ta mới đi chẹt bẹt. Hiểu không? Đi lẹp bẹp bởi vì cái trọng lượng nó phải lẹp bẹp rồi. Làm sao mà tránh khỏi? Là em là không bao giờ đi lẹp bẹp. Sao không lẹp bẹp được? Em đi rất gọn. Gọn không? Gọn. Em đảm bảo phải gọn. Hồi nữa em kiểm tra em biểu đi cho chị Chiêu diễn thời trang cho em coi. Nhiều khi cái chân người ta bự vậy nè, rồi người ta đâu có khép lại được. Người ta bự vậy thì người ta phải đi vậy. Người ta đâu có muốn. Anh đi dễ thương giống Doraemon không chị? Dễ thương giống em vậy đó. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Để em đi với ai? Hôm nay em đi với mẹ em và những người bạn thân hữu. Dạ chào cô. Đó, mẹ cười tươi không? Xin dạ. Chào MC Quỳnh Linh và MC Cát Tường. Thôi, cùng tất cô. Cả khán giả đã mặt ở đường quay hôm nay. Dạ chào cháu. Dạ chào cô. Qua cái tìm hiểu, qua cái cách nói chuyện của anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường thì tôi thấy rằng là bên đàn trai cũng như đàn gái có cái tương xứng với nhau về ngoại hình. Cái đó là cái tôi cũng rất mừng như vậy. Qua cách nói chuyện của cháu tôi cũng thấy rằng là cháu nhận xét về cháu là một người có thể là một người trung thực, có bổn phận trách nhiệm của người đàn ông. Hy vọng rằng là cháu sẽ là bà dây vững chãi cho con gái thôi sau này. Còn sau đó là phần còn lại là ở nơi con. Và nếu mà duyên nợ tới thì cô mong rằng hai con sẽ cùng nhau tìm lấy nửa phần còn lại của mình. Rồi xin chồng cảm ơn. Cảm ơn cô. Nay nhà trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với cô Út và thím của em. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng quý vị khán giả. Em là cô của Hoàng Chương. Chào cô. Dạ, chào con. Hôm nay cô thấy bạn ở bên đây cũng dễ thương, nói chuyện cũng lưu loát. Thì hai đứa cũng có nhiều cái tương xứng.
Cho nên là thôi tụi cháu thì cứ cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu nhau rồi đi tiến tới xa hơn. Dạ, rồi, cảm ơn cô nha. Rồi, bây giờ mở màn lên cho hai em gặp mặt ha. Dạ. Mở rào. Ăn đi. Quà tặng cũng đặc biệt nữa. Đây là món quà anh tặng cho em. Dạ, cảm ơn anh Trương. Còn ở đây là cái cà phê anh hay uống vào buổi sáng. À, uống cà phê. Nó hơi lạ hơn cà phê của người ta tí là anh uống chung với mình luôn. Trời ơi, hèn chi anh thành cá luôn. Mời em dùng thử, nếu như mà đồng cảm được thì sáng nào anh cũng sẽ pha cho em uống. Người tặng em xin nhận món quà này ạ. Người tặng bánh quy thập cẩm. Em có món quà tặng anh. Rồi. Coi anh thích thì có gì mình ăn rồi mình giảm cân chung cũng được. Rồi, cái này là để uống cà phê vào buổi sáng luôn rồi mình dùng. Thôi. Yeah. Bánh nó để cho anh. Yeah. Trời ơi, cái gì mà uống sữa Milu rồi ăn bánh quy nữa hả hai bạn? Bánh với sữa để cho anh đi. Không, tụi em là vẫn quyết định đi tập thể dục. Tụi em sẽ kiêng đạm, kiêng đồ béo lại mà bổ sung tinh bột. Bây giờ em muốn đi chèm bẹp đâu, đi lại. Đâu coi có chèm bẹp không? Đi qua lại em coi. Em đi từ xưa giờ em đi rất là ngon khái. Qua lại coi. Dạ. Ổn không em? Đó. Có đi hai hàng không? Dạ không. Không, này có đi cái bụng hơi đưa về phía trước quá thôi. Dạ vâng. Đi khoảng hàng rưỡi thôi chứ chưa tới hai hàng. Đâu hai người đứng kế bên nó có đồng màu đồng chất mở nó lớn lớn nửa phần. Đây nè, để em nói cho nghe. Dạ. Tụi em đừng có nói chuyện mập ở đây. Dạ. Xu hướng bây giờ không có gọi là mập mà múp míp, mũm dạ. mỉm, dễ thương, dễ cưng. Đó, nhìn hai đứa thấy ghét nè. Để con tròn vo đã. Hai đứa ngồi về ngồi nói chuyện đi ha, coi hiểu nhau không ha. Bây giờ muốn xuống cân không có khó đâu. Anh à, anh hôm trước anh 90 mấy ký. Ồ. Anh làm một cái rột xuống 10 ký. Anh lên cái rột lên 12 ký. Lên 12 ký. Ê, vậy là vẫn anh ăn đó, ăn nhiều quá. Dạ. Ừ, em thấy anh như thế nào? Em thấy ngoại hình của anh với em cũng tương đồng á anh. Anh cũng thấy em là cũng hợp với lại cái yêu cầu của anh. Em có thích về cái việc lãng mạn không hay là em thích về một cái món quà nó thực tế hơn? Em hơi tham nên em thích cả hai được không anh? Cái đó là chắc chắn sẽ được rồi đó, nhưng mà phải trong cái tầm khả năng của anh rồi. Còn bình thường á, sau giờ làm việc thì em đi đâu để giải trí? Anh thích đi xem kịch không anh? Có chứ, lúc trước thì đây thì một mình đi xem kịch cũng hơi buồn. Nhưng mà bây giờ chắc nghĩ nếu như hai đứa mình đến với nhau được thì chắc anh sẽ mời em đi chơi chung nhiều hơn á. Dạ. Ở trong nhà anh có một cái tiền lệ như thế này. Vào mỗi chủ nhật á, là cô chú đi về nhà để ăn cơm. Chiều chủ nhật anh sẽ ghé sang và rước em về nhà để ăn cơm chung với gia đình. Rước bằng xe gì? Dạ xe máy anh chạy xe máy. Xe máy chở nổi không? Không được, không sao đâu. Đi xe bus đi cho nó an toàn. Đi xe bus. Dạ. Ừ. Em thì ở đường nào? Em ở đường Lý Chính Thắng. Thường lúc mà em đi làm em bắt tuyến xe bus số 4 em đi luôn. Và cái chỗ anh đi làm việc thì cũng là bên Trần Cao Vân cũng gần đó luôn. À, đúng nhất luôn. Nếu như mà hợp thì anh sẽ chở em về cũng được. Mà chắc phải đổi cái xe mới ha. Đúng rồi đó. Rồi mình nói một chút xíu con cái sao? Con cái hôn nhân đi hai em. Em thích trai con gái gì đó, hỏi luôn đi. Tùy vô vợ em sinh được ai, em sinh được con trai hay con gái thôi, với con nào em cũng thích. Tưởng nó sinh được ai thì sinh chứ. Đấy. Phải là con của em nhưng mà con trai hay con gái gì cũng được. Sinh mấy đứa anh? Hai đứa thôi. Từ từ thôi, một thôi. Lo cho nó tròn vo xong rồi sinh thêm đứa nữa. Quan trọng là chất lượng. Dạ. Mình lo cho con lớn khôn đầy đủ nó xong rồi đủ điều kiện sinh nó nữa, đừng sinh cái ào hai đứa lo không nổi rồi hai đứa ốm xuống ký tội nghiệp hai đứa. Không nhất thiết là về là phải sinh hai đứa liền, anh cũng không làm kịp. Cái là gì đâu, anh mong muốn vì gì ở một người yêu? Cái điểm đầu tiên tiếp xúc với người phụ nữ á, đương nhiên nó phải là ngoại hình rồi. Mà anh cảm giác giống như em là anh thấy cũng thích gái cắt không ngắn ngắn là anh thích. Ừ. Chứ anh tự anh sợ con gái cái tóc dài để lượm thượm đi làm lại vướng víu. Kệ người ta, hồi đó giờ tôi nghe thích tóc dài không, tôi mới nghe ông nói ghét gái tóc dài lượm thượm. Không thích lắm thôi chứ không phải là ghét. Em thấy tim mình có rung động gì không? Dạ có, cũng rung rung chứ. Cũng rung rung. Rồi bây giờ mình hát tặng nhau một bài cho nó vui cái đi, rồi tiến hành bấm nút tới hát tặng bạn gái, nắm tay bạn gái rồi. Hát rồi chân. Dạ xin mời khán giả thưởng thức ca khúc Xóm Đêm. Trời ơi,
Đường về cành thâu, đêm khuya ngõ sâu như không màu. Quá vênh vênh có bao mái đầu, hắn yêu bàn anh điên câu. Vừa hát vừa nhảy luôn. Đường dài không bóng, xa nghe tiếng ai ru mơ mộng. Mưa rơi rơi xóa lối đi mòn, có đôi lòng vẫn chờ mong. Rất là ngọt ngào ha. Ôm nhau cái nào, ôm nhau cái nào, ôm chặt cái nào, ôm chặt cái nào, ôm chặt cái ôm một cục luôn. Chặt rồi đó. Anh nó thái cặp này nha. Rồi cặp rất dễ thương. Dạ. Rồi mình ngồi xuống ghế đi hai bạn. Bạn gái cũng muốn hát tặng bạn trai một bài không? Em đọc thơ được không anh? Được, đọc thơ đi. Sao anh không về chơi thôn vì nhìn nặng hàng cau nặng mới lên. Vườn ai mượt quả xanh như ngọc, lá trục che ngang mặt chữ điền. Gió theo lối dọ mây đường mây, dòng nước buồn thiêu hoa bập lay. Thuyền anh thuyền ái đầu bờ sông trăng đỏ, có chờ trăng về kịp tối nay. Mơ khách đường xa, khách đường xa, áo anh trắng quá nhìn không ra. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình anh có đậm đà. Hay, hay lắm. Thuyền ái đầu bến sông trăng đỏ, có chờ trắng về kịp tội nay. Nhưng mà hai đứa đừng đi thuyền nha. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Đục. Rồi hai bạn suy nghĩ thật kỹ nha. Một bấm, hai bấm bấm ba bấm vô vô luôn nào. Cặp này cưng lắm luôn, cặp này cưng dễ sợ cưng luôn vậy đó. Xin cô à dạ. Cô cho con phép con xin hôn bạn một cái cho phép cô đâu dạ. Dạ một cái đó không kìa. Chúc mừng hai bạn nha, nắm tay trong chặt như vậy nha. Về nhà nhớ nha, cái chữ mình ơi hay lắm nha. Thì nói đâu ạ, thì nó phụ ở rồi có trong đây rồi nghe rồi. Rồi ok, chào anh. Đó anh nên cố định điện thoại đi rồi cho mình cho đổi đã. Rồi ạ. Ừ. Anh mới nói cho giới thiệu với những thông tin cơ bản về mấy người họ và tên ngày năm học sinh công việc hiện tại là lớp học tại nào đầu năm họ và tên là Đào Văn Thọ. Đào Văn Thọ rồi bệnh rồi sinh năm 7 tháng 3 năm 91 rồi. Anh ở đâu? Ờ, Quế Quả Đơn Nghệ Án. Thì hiện tại chương trình chỉ nhận đơn đăng ký của những người đồng ý tham gia chương trình là mình có thể tham gia ghi hình được ở phim trường 17 Hồ Chí Minh. Em đó là mình cứ chỉ vậy. Em á thì chỉ gửi em qua cái tin nhắn luôn nha. À, kinh doanh cơ khí. Dạ. Ừ, thì chị còn nhắn một cái tin nhắn cho em. Ờ, Quế Quả Đơn Nghệ An và bây giờ như là số điện thoại của chị là địa chỉ nghề nghiệp của chị. Dạ, đúng rồi, em chưa đúng đảng qua nhà. Con gia đình chuyển vào ở Đắk Lắk, ở Đắk Nông Quế ạ. Tại vì hiện tại chương trình này có buổi phụ công tác là công tác là công tác vài tháng hay là mình cho ở Nghệ An làm luôn đó? Mình chỉ có công tác vài tháng chứ ở đây này bao ở Đắk Nông. Ở Đắk Nông? Dạ. Ok, nào. Chị gửi tin nhắn anh có điểm mạnh gì đó thì là anh có chị chỉ nhắn tin rồi gửi qua số điện thoại như thế. Điểm mạnh của em là thể thao. Dạ, hồi cảm ơn chị ạ. Dạ. Anh sao không gọi là tên cũng như là số điện thoại địa chỉ và công việc của chị hiện tại nha. Alo alo. À không nghe được gì anh không? Là mình có dự định ở luôn đúng không? Hay là mình alo, đến đi du lịch rồi mà quay trở lại nữa? Mình đang bị mất tiếng á bạn Nam ơi, bạn Nam nghe rõ không? À. Anh nghe rõ không anh? Rồi bây giờ nghe được rồi, được rồi. Anh chơi bộ môn thể thao gì anh? À, bóng chuyền, rồi bóng đá, bóng bàn. Quá dễ rồi. À, anh có điểm yếu hay là tật xấu gì không? Điểm yếu của em là... Chị gửi hai địa chỉ giùm em luôn nha. Do lúc thầy quên.
nhiều lúc hay quên. Dạ, mình hơi bị lảng cái tái á, lảng tái một chút xíu. Dạ, chị có dự định ở luôn ở Sài Gòn không chị? Nếu có thì mình cứ ghi cho hai cho em nha. Từ khi phỏng vấn thì mình trao đổi kỹ hơn nha chị. À, kìa, trước anh gọi trải qua mình mới tin rồi. À, ngay trước em 20 tin ấy nha. Dạ, hiện tại phim trường ở quận 7 thì có chia sẻ em chị có ghi cái thông tin em ghi trước chị em nha. Khi nào mà mình phỏng vấn thì mình mới tin tình chị. Còn nếu không thì sẽ phỏng vấn thì lại cho chị thông tin cụ thể sau nha. Em quen người đó là người đó lớn tuổi hơn cháu hơn một năm thì không được cháu định chia tay. Dạ, không mất chi phí gì hết ạ. Không hợp tính lại, không hợp bằng nhận nào. Dạ, nhất là không được từ trong cách cuộc sống chưa. Dạ, thì chị cũng gửi thông tin với em là lần tả tuổi á. Người đăng ký lớn tuổi đó chị. Rồi. Dạ, công việc, tính cách, vì lý cuộc sống có tiếng nói chung. Dạ, tùy em chia tay. Còn cái mối tình tiếp theo ạ? Còn tiếp theo là em quen cô gái đó lấy người bên Chảo ấy nhỉ? Người bên Chảo đó là tụi em cuộc sống với cái lối sống nó hai bên nó khác biệt nhau quá. Người Chảo là đạo bên Chảo. Dạ, bên Chảo. Quy qua là 926.000 ạ. Rồi, ok. Dạ. Thế là cái mối tình này là duy trì trong khoảng bao lâu? Ôi, già quá. Thứ hai cũng được Alo? Đúng là khi mối tình thì... Đó, khá hả? Dạ. Hiểu kìa. Dạ, ok. Thế vậy thì bây giờ đến với chương trình á, thì anh tìm hiểu, anh muốn tìm kiếm những mẫu người bạn như thế nào? Nhất là em cũng... Trời ơi, chương trình mà thiếu 5.000. Cũng là một người tất cả có nó khi bị lên đám một chút xíu thì lại là nhanh nhẹn được đọc công việc 20 kìa. Tại vì em 26, 926 kiểu là kinh doanh á. Ok. Dạ. Mọi người đó ở Đắk Nông thì càng tốt. Đắk Nông hoặc Đắk Lắk hoặc là Bình Phước. Rồi. Dạ em nhận đủ rồi nha. Bây giờ người đó ở Nghệ An luôn hả? Không em thì thế là làm đấy không em? Về đi mua đồ đi. Làm xong công việc từ đấy thì em phải chuyển vào. Ủa hả, có anh công ty không? Em tới đó luôn. Đất Nông hả nhất? Là một người bất tài thuộc về Đất Nông hoặc là những tỉnh lân cận đó, Đắk Lắk hoặc là Bình Phước gì đấy. Nhưng mà bây giờ trước mắt là mình sẽ hẹn hò nhau ở Nghệ An này. Thì cô gái đấy ở Nghệ An. Thế xong sau này mình tiếp tục hay như thế nào, có một cái sự thay đổi ấy. Mình là tiến có cái tiến trình, có cái quá trình rồi ấy, thì mình sẽ cùng nhau tính toán lại ấy. Đó. Rồi. Thế em vâng, thế còn về ngoại hình của bạn nữ này, xong rồi về công việc của bạn nữ thì anh có những cái gì bạn muốn yêu cầu về bạn nữ, mong người bạn nữ của anh thì anh cứ chia sẻ. À, thì em thích một người phần đo tầm độ cao trên 1m58 trở lên. Rồi. Còn công việc thì nếu có công việc ổn định thì nó tốt hơn, mà tính cách thì nhanh nhẹn á, em thích nhanh nhẹn hoạt bát trong cái lối sống là được. Còn công việc thì mình không thuộc một bắt buộc vào công việc của họ nhưng mà chương trình là ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì nếu mà anh được chọn ấy, thì anh có sẵn sàng bay vào đây để tham gia cùng với chương trình không? Dạ được anh. Sẽ cùng mình không? Ok. Rồi. Ok. Còn anh có tài lẻ gì không nhỏ, kiểu ca hát ca hát này kia, sân bóng thể thao vài điệu. Dạ. Thì em thấy anh thương nhân, anh là nữ đó. Kiểu cá hát thì cũng biết sẽ tới nhỉ? Ừ, sao? Như là mẹ hồi hòa rồi. Ok, hát thì hát sơ sơ, hát một đoạn được đúng không? Vô tư. Chơi tầng bóng đi, cho nó máu. Dạ. Rồi ok, cảm ơn anh. Thì ngày hôm nay thì chương trình cũng phỏng vấn anh một số những cái thông tin cơ bản trước.
với lại khi nào mà tìm được cái mẫu người phù hợp với anh nhá, thì bên tập sẽ có một người liên hệ làm nội dung ký với anh nhá. Dạ. À, xong rồi sẽ hẹn lịch để mà anh May vào đây cùng tham gia với chương trình nhá. Anh. Dạ vâng. Anh nhất. Đây đây dạ. À, anh phụ rằng chắc như tôi tin phụ rằng chắc chịp cho em từ bên tám nhá. À, một người tạm biệt. Dạ. Em trong đúng không? Ở Đắk Lắk đúng không? Dạ, người ở Đắk Nông hay là Đắk Lắk hoặc Lâm Đồng gì đó. Cho nó gần gũi. Dạ, ok ạ. Rồi nhớ. À, người chưa có được cái tròn đi. Trong cái thời gian thì lộn quay hết. Rồi sau cái buổi cáp này thì là dạ, sẽ có tin là em có được chọn hay không nha. Cho nên là buổi cáp ngày hôm nay mình xong rồi đó em. Cái gì chương trình sẽ thông báo lại cho em biết kết quả nha. Ờ, à, dạ. Rồi ok, chào em phát ra cuộc gọi được rồi đó. Dạ, chào chị. Thế ai vậy? Đào Văn Thọ rồi nè, thấy ai? Gì? Đào Văn Thọ rồi. Trần Đức Phước rồi không hả? Trần Đức Phước. Ông mới nãy mà. Trần Đức Phước rồi đúng không? Ừ, chắc vậy á. Nè, đuổi bạn ơi, mình tập trung đi. Vũ 2 tiếng. Đại Văn Thọ là ông này đúng không? Ông nãy Đào Văn Thọ, ừ đúng rồi. Ui, tập trung nha, tôi muốn tập. Tên gì? Tên gì tiếp? Vũ Hải Tiến. Vũ Hải Tiến là Trịnh Duy Tuyên. Dạ alo, em chào anh Tiến nha. Dạ, thì bữa nay sẽ có biên tập phỏng vấn mình, biên tập bữa nay sẽ có biên tập là chị Tuyết Nhung, chị Hải Ngân, anh Hoàng Hiệp và chị Thanh Trúc phỏng vấn mình nha. Dạ mời mấy anh chị ạ. À. Rồi, chào anh Tiến. Dạ em tên là Đỗ Thanh Thông. Em đang ở Bình Phước. Hiện tại em đi dạy tiếng Anh chị. Quê gốc thì ở với Bình Tre lên từ năm 6. Thế là mấy người công việc ổn định rồi đó. Ghé sáng, sáng. Anh thông sinh năm bao nhiêu nhỉ? Sinh năm 90 à. Dạ vâng. Anh có sở trường, sở đoạn gì anh cứ giới thiệu về bản thân mình để cho em nhỏ hơn về anh cái. Thì có công việc chính là dạy, nói chung là tài lẻ thì không có không khó. Ưu điểm, khuyết điểm của mình. Ưu điểm thì làm cái gì thì kiên nhẫn á, kiên nhẫn chịu khó làm, rồi chịu khó nghiên cứu tìm tòi mấy cái vấn đề mình và quan tâm á. Còn khuyết điểm thì ví dụ như là mấy cái việc nhà thì không có được siêng làm lắm mà. Đó là một trong những cái khuyết điểm. Như là cái gì đó anh nói. Như là ví dụ như là cái gấp việc gì đó thì nói nó bị vấp lắp á, nó chỉ nó lắp á. Dạ. Anh em ở Bình Phước là anh ở với gia đình mình hả anh? À đúng rồi, anh ở với gia đình. Dạ. Tình trường của mình như thế nào rồi? Thì hồi trước giờ là có hai mối tình á. Cách đây khoảng 8 năm. Thì có quen cô, quen khoảng gần năm thì chia tay. À, gần đây nhất thì năm 2019 á. Còn cũng không có đến được. Anh cảm thấy sau hai mối tình nhé mà mình đã chia tay ấy, thì thường là lỗi từ do mình hay là do đối phương? Ờ
Cái này chắc là có lẽ là không có duyên đó. Thì cái mong muốn còn nhất thì họ kiểu như họ bên đạo thì không có đến được ấy. Thì nói chung là cái này nó nghĩ là không, do không có duyên thôi. Thế còn cái mũi của người cắm thì lúc đó chắc là còn non nớt quá. Còn non nớt quá rồi hai bên chưa có hiểu nhau quá, không có đi đến được. Còn sau này thì... Dạ. Nhưng mà sau cái thời gian mà mình là cô đơn á, mình không... sau những cái mối tình đó thì có tìm hiểu không? Tại môi trường làm việc của anh cũng có nhiều bạn nữ á, có tìm hiểu một số bạn không? À, chia tay tại vì cái môi trường làm việc thì có nữ đó, nhưng mà họ có người yêu rồi, có gia đình rồi, anh với lại là cái giờ giấc của anh làm nó không có giống như kiểu là sáng và chiều làm hành chính, kiểu làm chủ yếu là cuối tuần với lại buổi tối, cho nên là cái thời gian hẹn hò nó không có được cho người ta đó, cho nên là cũng ít tìm được đối tượng. Nhìn gì đúng không? Mà không gì. Thường trong mối quan hệ ấy thì anh có phải là mình chủ động không ạ? Nói chung là cái chuyện không có kiểu giống như là cái mấy cái bạn trai khác là kiểu như chủ động tới tán tỉnh này kia rồi, nó hoa quá dài ha. Tại vì tính nó cũng không có được như vậy. Ấy lắm. Tự nhiên thôi, là quen từ từ quen rồi ha. Chứ không có kiểu ấy. Vâng, thế bây giờ anh mong muốn là chương trình các tình cho mình một phim về phụ nữ như thế nào? Cô nào xinh xắn rồi dễ thương, họ biết lo tuổi tác hả? Tuổi tác đúng rồi, tại vì em không có theo đạo, tại vì cái bữa cô ấy là theo đạo Thiên Chúa mà gia đình sụp đạo quá, không có chấp nhận cái người bên không đạo á, cho nên là không có được. Dạ. Thì bây giờ nếu mà mình để lên đó mình tính được không? Lên mình thương lượng, ví dụ bây giờ trước mắt đạo anh ấy giữ đi, rồi lên đó mình hai bạn tìm hiểu nhau trước rồi mình sẽ nói chuyện sau. Dạ, dạ cái đó cũng được chị. Không có vấn đề gì hết, ví dụ như là cái tự do tính ngưỡng là cái hai muốn theo đạo gì theo. Thì do nhưng mà có một số bạn thì kiểu như là phải mấy bạn đó là chương trình họ hỏi trước là có cần người theo đạo đó hay không, thì em thì không có quan tâm lắm, thì miễn sao là đạo trường đúng cái đối tượng mình thích là hết là được thôi, chứ cái đạo thì em không có ấy. Đâu rồi, còn yêu cầu gì nữa không em? Dạ. Lúc nãy em tính nấu cái gì đó để quên mất tiêu. Tuổi tác của cô gái này, địa chỉ là địa chỉ như thế nào? Tuổi tác? Em mong muốn tìm người nhỏ em ít nhất tầm 2 tuổi anh. Nhỏ hơn, tại vì nếu bằng tuổi quá em thấy cũng họ lớn hơn, em thấy nó hơi ngán. Nhỏ tuổi hơn. Yeah. Phải ở Bình Phước hay là ở Sài Gòn hay mấy tỉnh lân cận có được không? Dạ được anh. Mấy đó em mất đi xa, em đi cũng được, không có gì hết. Dạ rồi. Dạ rồi, thì ok, cảm ơn không? Thì ngày hôm nay là chuyện thì chúng ta có những cái thông tin cơ bản phỏng vấn anh trước, nếu mà anh chọn á thì sẽ làm được nội dung kỹ hơn với anh nhé. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ rồi, cảm ơn chương trình ạ. Dạ, phần phỏng vấn của mình xong rồi anh bấm nút rồi cuộc gọi giúp em nha. Dạ, chào chương trình ạ. Dạ, em chào anh ạ. Tới ai?